Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60. Thì con này nó là bản Docomo các bác nhé. Thì con này nó full màu đen luôn, từ đen từ đầu đến đít luôn các bác, chả có chỗ nào khác màu cả. Thì cái con này nó còn rất là đẹp các nhé. Em đánh giá nó tầm khoảng 90% và số đuôi IMEI đây. Còn L1 áp suất cũng còn ok các bác nhé. Và giá là 4,0 cụ. Thì em sẽ show cho các bác luôn cái ngoại hình của nó luôn đây. Thì cũng nói luôn là các bác yên tâm nhé, chức năng của con này thì hoàn toàn là bình thường hết, ok hết nha các bác nhé. Thì quan trọng là cái ngoại hình để các bác dễ dàng lựa chọn thôi. Đây các bác, thì các bác yên tâm nhé, cái mặt lưng này này em thấy rất là đẹp, gần như em thấy không có vết xước nào luôn, ngay cả cái kính cam này cũng thế nha các bác nhé, không có vết xước nào luôn nha các bác. Đấy, theo cái con mắt em nhìn thì là không có vết xước nào luôn. Đó, cho các bác yên tâm nhé. Nói chung là có thể có một vài cái vết xước rất là bé thôi nhưng mà em không nhìn thấy luôn đấy. Lau kỹ đi. Đấy, nói chung là cái cây cao là các bác yên tâm nhé, rất là đẹp luôn. Đó, cho các bác yên tâm. Rồi, ok, không phải lo cái về cái kính cam đâu. Con này thì kính cam rất đẹp. Rồi, ở đây. Thì đây là cái phần đáy của nó đây. Thì cái màu đen này nó sẽ hơi khó, thì cái con này cái đáy của nó hơi xước một chút này, cái chỗ cắm sạc thì do cái bác dùng trước của con này là các bác cắm cắm không cẩn thận thì nó sẽ hơi xước một chút thôi đó. Cái con này em cũng nói luôn nhé, con này chính là cái con mà em bán lần trước cho bác ấy, nhưng mà bác ấy đổi con máy khác rồi, cho nên bác ấy bán lại con máy này cho em, thì em lại bán lại con này, cho nên các bác yên tâm là con này có người sử dụng và đặc biệt là nó không hề có lỗi lầm gì, pin của rất ngon. Đấy, thì cái đáy này chỉ có một chút xước ở cái phần sạc này thôi đó. Và đây đây là cạnh trái này, cạnh trái thì em thấy là không có vết xước nào cả các bác nhá, không có vết xước nào luôn đó, không có vết xước nào luôn, rất là đẹp luôn. Đây còn cạnh trên này, cạnh trên những cái cạnh trên thì em thấy có bị một vết xước sơn ở chỗ này này, đây này, đây một vết xước sơn này này, đây màu trắng trắng này các bạn này, gần gần lại cho bác xem đó. Đây này, một vết xước sơn màu trắng ở đây nhé, đấy chỉ có thế thôi, còn lại thì đẹp hết. Thì cái vết này nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Ok, cạnh phải đây, cạnh phải có thể không hề có vết xước được. Các bác yên tâm nhé. Còn cái mặt trước này các bác yên tâm, cái mặt trước này mới đẹp này. Mặt trước này thì tại vì trước đây bác ấy mua của em ấy thì bác ấy dán luôn kính cường lực các bạn, thì bác cái dán kính cường lực nhưng mà em vẫn phải bóc ra để em quay cho các bác đây này, cái kính cường lực em vừa bóc ra này. Đấy. Thì em vẫn phải bóc ra để chắc chắn cho các bác là cái màn hình này nó không hề bị xước, và màn hình này là màn hình zin các bác nhé, zin đẹp đẹp luôn, không phải là hàng hàng dựng hay hàng ép kính gì các bác nhé. Đây màn hình này rất đẹp luôn các bác, không hề bị xước nào cả. Đó. Có thấy không? Quá đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp luôn các bạn, camera các thứ này, các bạn nhìn. Rất là đẹp luôn. Đấy, camera này như thế. Không biết các bác có thấy còn phấn hay không gì, em cũng không biết đâu, nhưng mà em thấy là camera không hề có bụi. Rồi ok. Thì cái ngoại hình con này thì các bác yên tâm nhé, em thấy là như thế là quá đẹp rồi. Đây, em sẽ test qua cái chức năng cho bác xem nhé các bác nhé. Đây, còn là một đây các bác. Còn là một nhé. Ok, camera này, cam trước này, nét bình thường các bác nhé, cam sau này rất là nét luôn. Đấy, không có vấn đề gì về cam camera này các bác nhé, cam trước cam sau rồi góc rộng nét đẹp luôn. Đây còn cái sim sóng này, em tắt wifi này, này. À, sim sóng có 4G bình thường các bác nhé. Cái con máy tờ cái quên con máy Docomo này thì các bác khi lắp sim vào các bác phải khởi động lại máy nhé, thì nó mới nhận sim các bác nhé. Đây là máy Nhật thì nó vậy thôi. Đấy. Nghe gọi luôn này. Trong cái chỗ chỗ phòng em ấy, sóng nó rất là yếu nhưng mà con Docomo này vẫn ok các bác nhé, vẫn nghe gọi bình thường. Đấy, hơi chậm đi thôi. Tiếp cận này bình thường hết để kiểm tra tài khoản bấm phím 2. ok, cái nó cũng chuyển lại 4G rất là nhanh này các bác.
Đấy, các bác yên tâm. Wifi cái thứ bình thường hết. Rồi, em sẽ vào hẳn cài đặt xem có vấn đề gì không. Con này thì vân tay bình thường này. Xem đang chạy Android mấy. Đây, thì con này đang chạy Android 11 các bác nhé. Thì các bác dùng cái máy Docomo ấy, thì các bác không thể tự cập nhật OTA được nhé. Có nghĩa là không thể lên tự tự động trong vào cái phần phần này để các bác lên lên phần mềm được đâu. Đấy, nó sẽ không có đâu. Đấy, cho nên là các bác nếu mà muốn lên 13 thì các bác phải thuê thôi. Thì thuê mất 100.000 thôi. Cái này thì em lâu rồi không làm phần mềm nhưng không làm được thì anh em trên nhóm cũng rất là nhiều các bác nhé. Tuy nhiên thì em thấy là cái bản 11 này thì vẫn dùng rất là ok các bác nhé. Thực ra thì anh em nhiều anh em mà thích dùng bản 11 hơn. Đấy, thì thôi em cứ để 11 các bác nhé. Ok. Còn cái gì nữa không nhỉ? Còn cái tai nghe. Đây. Test cái tai nghe cho các bác xem. Bật DC được các bác nhé. Đấy. Nghe là bình thường thôi. Đấy, chạy bình thường các bác nhé. Ok. Tai nghe bình thường, DC bình thường các bác nhé. Ok, em sẽ vào hẳn bên trong các bác test cho các bác xem nữa. À quên. 600. Thì con này vẫn dùng cái mã như bản T-Mobile thôi vì nó chạy ROM T-Mobile mà các bác. Tiệm cận ánh sáng này, bình thường này. Các phím bấm này. Ok. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh các bạn. Xoay ngang xoay dọc này. Các mic này. Mic dưới ok này. Mic trên này. Ok này, mic không này, mic camera này, bốn mic bình thường hết các bác nhé. Đây cũng phải cứ để test cái cảm ứng cho bác yên tâm. Ok, đây còn áp suất đây các bác, đây đang là 1017.9, ấn nha các bác nhé. 7 có như là 7,9 đấy. Đấy lên 8.4 à. Đấy 8.4 8.5 thì con này nhảy được khoảng tầm 0.5 0.6 thì ở bên LG ấy, thì nó như vậy nó là còn áp suất các bác nhé. Thì để theo cái kinh nghiệm của em thôi. Còn nhiều bác bảo là nhảy yếu thì em cũng không 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 có giải thích gì đâu, tùy các bác thôi. Ok, rồi em bây giờ em sẽ test cái đây mấy cái thông số linh tinh này thôi. Pin này thì chả test được đâu, đây này nó cũng chả có gì test cả. Đó. Đây quan trọng là cái màn hình này các bác. Đây, thì cái màn hình con này các bác yên tâm nhé, chưa hề có lưu ảnh nhé, chưa hề có lưu ảnh gì cả. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì khi mà test màn hình con V60 em cũng phải nói với các bác là thường thường con V60 mà màn zin nó hay có hiện tượng là hơi hơi ám hồng hoặc là ám vàng ở ở hai cái rìa rìa này này. Ấy thì như con này thấy con này hơi ám hồng ở phía rìa phía phía phải này này ở phía vườn về phía phía đáy này này. Đấy, thì con này nó cũng hơi hơi thôi, nhìn chắc chắn nhìn qua camera các bác không thấy đâu, nhìn mắt thường thì các bác thể có thể phân biệt ra một chút chứ nhìn qua camera này các bác không thấy. Rồi ok. Đấy, quan trọng là cái cổng sạc đây, cổng Type-C đây. Thì nhiều anh em thích cái con này bởi vì các anh em nghĩ là cái cục sạc của nó ngon nên nó gần như không bị, và đúng thật con này em bán đã bán được khoảng tầm phải đến gần 1 năm rồi mà bác ấy dùng vẫn chưa lỗi chân sạc các bác nhé. Đây này, đây là cái cổng mà em hay test để test sạc này. Đấy, các bác ấy tập coi sạc nhanh bình thường này. Đấy, sạc nhanh bình thường này, đổi chiều này. Đấy, vẫn sạc nhanh bình thường này. Đấy, em chỉ cần test cái này thôi các bác nhé. Còn cái mà cắm cái gì nhỉ, cái sạc mà 25W mà có PD thì nó sẽ còn ngon hơn cái này nữa các bác nhé. Cho nên chẳng cần cắm cắm cái này là ok rồi các bác nhé. Đây và em cũng test luôn cho các bác là cái sạc không dây nó còn còn dùng được không các bác nhé. Đây em có bật nào. Cái bật sạc không dây này. Đấy. Sạc không dây bình thường các bác nhé. Ok.
Đó, thì các bác yên tâm nhé, con này thì về chức năng cái thứ ngoại hình cái thứ thì quá ngon này, em chả thấy có cái lỗi lầm gì về cái con này cả. Bác nào mà thích cái sự đen huyền bí xong rồi ngầu lòi thì con này rất là phù hợp đó. Và có tặng thêm cái ốp này nhé các bác, ốp này thì không đẹp mấy nhưng mà có hơn không thì các bác về các bác mua cái ốp khác. Rồi ok, các bạn nào mà cần con này thì liên lạc em ở số góc màn hình các bác nhé. Ok, chào các bác.